Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Chặt đầu rắn nấu canh, người đàn ông không ngờ gặp điều khủng khiếp. Chỉ vì muốn nấu món canh long phượng, người đàn ông này đã chặt đầu rắn nấu canh và vứt ra ngoài vệ đường. Chẳng may đầu con rắn vẫn hoạt động, cắn người đi đường, khiến chủ nhà phải bồi thường thiệt hại. Gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền câu chuyện hy hữu. Theo thông tin đăng tải, sự cố này xảy ra ở một vùng nông thôn. Ngày hôm đó có một người nông dân bắt được một con rắn. Tuy nhiên thay vì đem bán, người này đã quyết định đưa cho bạn mình để mổ thịt, lấy thịt rắn nấu canh. Khi nhìn thấy con rắn, người bạn kia vô cùng thích thú, bởi anh là người thích ăn thịt rắn mà món này ở thôn quê thì hiếm thấy. Quyết định làm món canh long phượng, người đàn ông giết một con gà, sau đó làm thịt nốt con rắn. Tuy nhiên do không có kinh nghiệm, người đàn ông chỉ chặt đầu con rắn, sau đó luộc da và làm sạch. Anh không biết rắn là một loài sống rất dai, chiếc đầu bị chặt của rắn vẫn có thể cắn người trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi chặt đầu rắn, anh đem chiếc đầu vứt ở ven đường gần nhà và quay về nấu canh. Khoảng chừng nửa tiếng sau, đột nhiên có người tìm đến cửa nói rằng một người đàn ông đi ngang qua đã bị chiếc đầu rắn mà anh đem vứt ven đường cắn bị thương. Vì sự vô ý của mình, người đàn ông phải chi tiền để đưa nạn nhân vào viện chữa trị. Mạng người là quan trọng, người đàn ông cuối cùng đành phải rút tiền đền bù cho người bị rắn cắn. Qua lần này, anh đã rút được kinh nghiệm xương máu cho mình và sẽ cẩn thận hơn với món canh long phượng mà mình thích thú. Kỳ lạ, hổ con bú chó mẹ ở Trung Quốc. Bị mẹ bỏ rơi, 4 chú hổ con ở một vườn thú Trung Quốc đã được chó mẹ cho bú và chăm sóc hàng ngày như con của mình. Một con hổ Siberia đã sinh ra 4 chú hổ con tại vườn thú Tệ Tệ Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hôm ngày 16 tháng 8. Đây là lần đầu tiên một con hổ cái Siberia sinh được 4 chú hổ con ở vườn thú này, song hổ mẹ lại không làm tròn nhiệm vụ của mình. Hổ mẹ đã từ chối cho đàn con bú do thiếu sữa, do đó các nhân viên vườn thú đã tìm một chú chó mẹ gánh nhiệm vụ thay hổ mẹ. Các nhân viên vườn thú cho biết, thực tế đây không phải là điều đáng ngạc nhiên bởi sữa chó và hổ tương tự như nhau. Những chú hổ con phải được cho bú 12 lần một ngày trong khoảng thời gian 3 đến 4 tháng cho đến khi chúng có thể ăn được thức ăn. Căn nhà có tường rào làm hoàn toàn từ TV gây sốt mạng xã hội. Dễ dàng thấy chiếc hàng rào TV cũ đã góp một phần không nhỏ trong việc khiến ngôi nhà trở nên thật đặc biệt, đúng không nào? Nếu bạn sở hữu một căn nhà có không gian yên bình và thanh tĩnh và tránh xa mọi sự mệt mỏi, nhộn nhịp và ồn ào của thành phố, bạn sẽ muốn cân nhắc đến việc xây dựng một hàng rào vững chắc, vừa để bảo vệ cho ngôi nhà, vừa để đảm bảo cho tính riêng tư của bạn, cũng như làm cho hàng xóm phải ghen tị vì nét đẹp độc đáo của nơi này. Mới đây, thành viên có nickname Thánh Tiên đã đăng trong group không sợ chó nhiều bức ảnh ghi lại cảnh một ngôi nhà được bảo vệ bằng hàng rào xây từ rất nhiều chiếc TV, khiến dân mạng xôn xao ghen tị. Có lẽ để xây được một hàng rào như thế này, chủ nhà phải mất rất nhiều thời gian và công sức, không chỉ về góc độ thẩm mỹ mà ngay cả nguyên liệu cũng không dễ kiếm. Sau khi đã đăng lên mạng xã hội, bài viết này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ. Đa phần mọi người đều cho rằng đây là hàng rào độc đáo và hiếm thấy. Một số bạn trẻ mong muốn sau này sẽ có ngôi nhà riêng của mình để thỏa sức sáng tạo, và đây cũng là một ý tưởng để tham khảo. Thành viên Lê Quang bình luận rằng, sau này có nhà riêng, nhất định mình cũng sẽ làm gì đó thật độc đáo, đây cũng là một ý tưởng không tồi. Thành viên Xuân Quỳnh bình luận, mình có điều kiện cũng muốn có một hàng rào như thế này, nhưng bên trên mình sẽ trồng nhiều hoa và cây cảnh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!